Triều Tiên trong trận đấu với cả đội tuyển Indonesia thì hết hiệp 1 bạn đã phải thay ra do gặp vấn đề sức khỏe bị ngộ độc, thì đến trận đấu ngày hôm nay thì về tình hình sức khỏe của bạn như thế nào rồi? Thì qua tình hình mấy ngày nay thì cũng tiên cũng bị rất nhiều cái chấn thương, với lại ngoài cái chấn thương thì cũng bị về thức ăn hay gì đó nên sức khỏe thì cũng không ổn định lắm. Ngày hôm nay thì lại gặp chấn thương đau lưng nên vào thời điểm hiện tại thì cái sức khỏe của bạn đang đạt được khoảng mấy phần? Trước giải thì khoảng 100%, nhưng mà bây giờ khoảng có 70% thôi. Trong trận đấu ngày hôm nay thì chúng ta đã giành được chiến thắng trước Myanmar và qua đó thì giành quyền vào chơi trận bán kết, thì bạn tự đánh giá bản thân của mình và các đồng đội của mình trong trận đấu ngày hôm nay như thế nào? Cảm xúc của trận đấu hôm nay là rất tuyệt vời, giành một vé vào bán kết để gặp đội Nhật Bản bên kia là đội Thái Lan. Trong trận bán kết thì chúng ta sẽ gặp đối thủ đó là Thái Lan, vậy thì bạn đánh giá như thế nào với đối thủ này? Thì Thái Lan thì mấy trận gần đây thì cũng có đấu với Philippines và Campuchia, thì thấy đội Thái Lan vẫn rất cùng đồng đều, nhưng mà lực lượng này trẻ so với hơn mọi năm trước. Đội tuyển Nam Việt Nam được một lợi thế đó là lượng thi đấu trên sân nhà được khán giả ủng hộ rất là nhiều. Bạn có nghĩ là với sự quyết tâm cao của toàn đội và thêm với cả sự cổ vũ ủng hộ của các khán giả nhà, chúng ta có thể giành chiến thắng trước Thái Lan hay không? Đội tuyển sẽ tự tin giành chiến thắng để vào chung kết. Bóng ngoài sân, như vậy là các cầu thủ Myanmar đã tự khép lại cơ hội của mình. Họ có được 21 điểm ở trong set đấu này và tỷ số của set đấu thứ 3 là 25-21.